Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình truyền thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán giả tập thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám Ngôn Tình Ngọc Quan Âm. Đã bắt đầu vào những kịch tính của chuyện rồi không biết là các bạn nào có theo dõi chuyện này chắc chắn một điều rằng thành bình chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ không có hối hận khi theo dõi hết cái tiểu thuyết này ok còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ bảy tôi xuống tàu hỏa ở ga Côn Minh cái thành phố vừa mới chìm vào giấc ngủ trên đường rất tối và ít người qua lại không có xe taxi tôi cứ đi bừa về một hướng đi một lúc lâu mới thấy một nhà tắm công cộng nhỏ và sập sệ liền vào đó tá túc một đêm sáng hôm sau tôi lang thang trên con đường con phố gần ga tàu chẳng biết phải đi đâu phải đến chiều tối tôi mới bắt được một chuyến tàu về hướng thanh miên càng đi trời càng ấm cơi cối càng nhiều giờ này ở bắc kinh đang vào độ lạnh nhất của mùa đông vậy mà ở đây thời tiết vẫn cứ như là mùa thu vậy chỉ tiếc là khi đi đường dài Đầu lại đau nên tôi không còn hứng thú ngắm phong cảnh hai bên đường. Tiếp đi đến tận nửa đêm, tỉnh dậy tôi đã thấy tàu dừng lại, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, tôi nhìn thấy tấm biển ghi hai chữ Ô Tuyển. Dù sự việc đã qua lâu rồi, nhưng lần đầu tiên an tâm kể cho tôi nghe vụ truy quét ma túy ở Ô Tuyển, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi đó, em hoàn toàn không nghĩ được nếu Mao Kiệt rơi vào tay cảnh sát thì có hậu quả thế nào vì em quá sững sờ khi biết anh ta chính là mục tiêu em đang tìm an tâm quay người lại đi về phía mạn thuyền mau kiệt cũng theo sau họ đứng dựa vào lan can sắt đối diện với con sông ô thuyền đang dần dần chìm vào bóng tối im lặng an tâm đặt chiếc túi trên tay xuống mau kiệt cũng để chiếc túi du lịch xuống cạnh túi của an tâm một cách rất tự nhiên đúng lúc đó hành khách trên thuyền lục tục xách đồ của mình lên và hướng về phía mũi thuyền thuyền đã cập bến An Tâm và Mau Kiệt vẫn đứng im Mặc kệ những hành khách sau lưng Đang chen chúc nhau lên bờ An Tâm cảm thấy mình nên nói gì đó với Mau Kiệt Nhưng lại không sao thốt nên lời Còn Mau Kiệt thì nhíu mày Gần giọng hỏi Sao em lại làm công việc này An Tâm không trả lời Em biết có mấy cảnh sát đang đứng sau lưng mình Cũng gần giọng nói Xuống thuyền đi An Tâm thấy Mau Kiệt cúi người xuống Tay phải của anh ta hướng về hai chiếc túi du lịch đặt cạnh nhau em dán mắt vào bàn tay của anh ta nếu anh ta xách chiếc túi của em lên tức là sẽ mắc vào tội chết mau kiệt không chọn chiếc túi của an tâm mà lại cầm chiếc túi đen của anh ta lên em nhìn theo cánh tay của anh ta tim đập thình thịch nếu mau kiệt không cầm chiếc túi của em thì sẽ không bị kết tội buôn bán ma túy em thực sự không muốn anh ta dính vào thứ hàng trắng chết người đó hai người nhịn nhau chân chân thế rồi mau kiệt đưa chiếc túi du lịch màu đen đó cho an tâm dùng ngữ điệu của một người anh căn dặn em gái để nói với em. Từ nay trở đi, em không được làm công việc này nữa. Đây không phải là việc mà một cô gái nên làm. Không cần biết em đã làm bao lâu, nhưng đây là lần cuối cùng, rõ chưa? An tâm không đáp, em bàng hoàng đến mức không tốt nên lời, chỉ biết dương mắt nhìn máu kiệt nhét chiếc túi đó vào tay em, sau đó cúi xuống xách chiếc túi còn lại lên, vào giây phút anh ta nhấc chiếc túi đựng heroin lên, trái tim An Tâm dường như vỡ vụn. Mau Kiệt nhìn xung quanh rồi nói với An Tâm. Đi đi, mai anh sẽ đến tìm em. An Tâm quay người trong vô hồn, xách chiếc túi anh ta đưa, đi về phía mũi thuyền. Trong túi không biết đựng thứ gì, không nặng lắm. Nhưng mỗi bước chân em đều cảm thấy lòng chịu nặng. An Tâm chen vào tốp người cuối cùng xuống thuyền. Em biết Mao Kiệt đang theo sau và cố ý giữ khoảng cách với em. Khi em vừa mới bước lên bờ, chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy một tiếng thét lớn. Cùng lúc đó rất nhiều người trên bờ quay lại nhìn một cách sợ hãi. Dựa vào tiếng thét và nét mặt của những người đứng trên bờ, em biết đồng đội của mình đã hành động. Chuyên án kết thúc thắng lợi, Mao Kiệt giơ tay chịu chói, gần như không kháng cự. Cảnh sát giải Mao Kiệt về đồn, an tâm đi vòng qua một con phố rồi mới quay lại bến thuyền đội phó tiền khen em an tâm cờ lắm trận đầu gia quân đã thành công rồi lúc ở trên bến tuyển em bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy những đồng nghiệp khác cũng khen <laughs> đừng coi thường lần đầu xuất trận của an tâm em nói chuyện với thằng đó cứ như người thân quen vậy không ngờ an tâm lại đóng kịch giỏi thế đội phó tiền nói an tâm cũng do có duyên đấy trên tàu hỏa thằng lưu manh đó cứ bám lấy em Thằng danh đó cũng phê ra phết đấy nhỉ Bình thường loại người làm mấy việc phạm pháp cân não này Dù có to gan đến mấy cũng phải cảm thấy ít nhiều căng thẳng, lo lắng Thế mà thằng đó lại còn có hứng tán gái Không biết nó có đầu óc không nữa Một người khác tiếp lời Anh Tiền, anh đừng xem thường bọn người đó Chúng đã có gan đi buôn bán ma túy Chứng tỏ tố chất tâm lý không hề kém Chỉ ít là không sợ chết Quân ngộ thằng danh đó còn chạy thế cơ mà Thời buổi này, bọn trẻ con còn to gan liều lĩnh hơn cả đám tội phạm lớn tuổi ấy chứ. Bọn chúng căn bản không có cảm giác tội lỗi. Anh còn nhớ vụ án mạng năm ngoái không? Một đứa bé 10 tuổi mà đã có thể giết người như chơi. Không sợ gì cả. Đến lúc bị bắt vào trại, nó vẫn ăn ngủ như thường, không chút hối hận. Mọi người phá lên cười, khen người đó, nói có lý. Chỉ có an tâm là người không cười nổi. Trong lòng em, không hề có niềm tin chiến thắng là một cảnh sát phòng chống ma túy Lần đầu tiên ra trận đã hoàn thành nhiệm vụ Đáng lẽ em phải lấy vui mới phải Nhưng em chỉ trầm ngâm rồi ngồi sau xe Mắt nhìn ra cửa không nói một câu Bên ngoài xe là bóng tối mịt mùng Trong xe là những cảnh sát nói cười rôm rả Cũng may là trong xe hơi tối Nên không ai nhận ra sự trầm ngâm khác thường của em Mà nếu có nhận ra Thì chắc bọn họ sẽ cho rằng Đó là lần đầu tiên em tham gia phá án nên quá xúc động Muốn im lặng một lát để sự phấn khích ban nãy lắng xuống Hơn 10 giờ đêm họ mới về tới trụ sở của đội Chiếc xe áp giải mau kiệt cũng đã về Anh ta bị bắt đưa vào phòng chờ thẩm vấn Hơi trách về phía đối diện với phòng làm việc của An Tâm Qua ô cửa sổ em có thể nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng đó Em nghĩ chắc mau kiệt không thể ngờ được Hôm nay người con gái anh ta yêu đã đóng vai mồi nhử rất đạt Về đến đội, việc đầu tiên an tâm làm là gọi điện cho thiết quân tối nay em không về nhà anh cứ ngủ trước đi nhé an tâm nói thiết quân không hề trách móc em ngược lại còn nói những câu an ủi em đang có thai thức đêm như vậy có sao không có cần anh đến nói với sếp em một tiếng không không cần em sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe có cần anh đến đó với em không không cần bọn em đang làm việc anh cứ ngủ trước đi mai em về sớm nói rồi an tâm dập máy không hiểu sao nước mắt cứ tuôn tuôn ra em vừa cảm thấy có lỗi với thiết quân vừa cảm thấy có lỗi với mao kiệt không ngờ anh ta lại chết trong tay em việc em là đội viên đội phòng chống ma túy không có quan hệ gì với việc quen biết anh ta cả việc thẩm tra mao kiệt không hề thuận lợi đến tên thật anh ta còn không chịu khai chỉ nói mình là mao mao và phủ nhận có liên quan đến số ma túy đó anh ta nói mình đến ô tuyền để mang lá trà chi một người thân mở cửa hàng tạp hóa trên thuyền có một người con gái chủ động hỏi anh ta đang đi đưa lá trà có phải không cô gái đó tự xưng là người của cửa hàng tạp hóa nên anh ta đã đưa lá trà cho cô ta sau đó cô gái tức là an tâm nhờ anh ta xách một chiếc túi rất nặng nhưng vừa xuống thuyền đã không thấy cô ta đâu thậm chí anh ta còn đề nghị cảnh sát nhanh chóng đi bắt cô gái đó nói là bị cô ta răng bệnh hãm hại Mao kiệt theo dệt nên một câu chuyện rất hợp lý. Khi kiểm tra tăng vật, cảnh sát thấy đúng là bên trong túi chỉ có lá trà. Khẩu cung ở Mao kiệt trùng khớp với chứng cứ, cho thấy anh ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Cảnh sát hỏi, nhà anh ta ở đâu? Mao kiệt trả lời. Xếp phan liền phái người đi điều tra, phát hiện đó là một căn nhà nhỏ, hình như không có người ở mà chỉ để mấy thứ hàng hóa lặt vặt. Trong phòng tạm giam, Mao Kiệt luôn miệng kêu oan đòi cảnh sát thả anh ta ra nếu không anh ta sẽ kiện cảnh sát vì vi phạm nhân quyền đúng lúc chuyên án gặp khó khăn sở trưởng sở cảnh sát đã đích thân xuống đội và nghe xếp phan báo cáo qua tình hình sau đó hội ý xem bước tiếp theo lên làm gì đang trong lúc chưa tìm được lối ra thì an tâm gõ cửa nói đội trưởng phan cháu cần gặp chú có việc xếp phan nói chờ một chút nhé miệng nói vậy nhưng ông ta đã đứng lên Đi ra khỏi phòng họp Trong hành lang không một bóng người Sếp Phan hỏi An Tâm Có chuyện gì vậy? An Tâm cúi đầu giọng run run Có một chuyện cháu muốn báo cáo Người đó cháu có quen Người nào? Anh ta tên Mao Kiệt Là người Nam Đức Nhà ở đằng sau dạp chú phim lao động Giọng nói của sếp Phan trở nên nghiêm túc Sao cháu lại quen cậu ta? An Tâm lặng tránh ánh mắt của sếp Phan đáp Dạo trước anh ta theo đuổi cháu Xếp Phan giật mình Chuyện từ khi nào? Lâu chưa? Ừ, hơn nửa năm trước ạ Ông ta im lặng một lát Cháu mày hỏi tiếp Cháu với nó đi lại đến tận bây giờ sao? An tâm mở miệng định đáp Nhưng lại không biết phải nói thế nào mới đúng sự thật Hồi lâu mới thốt lên một tiếng Vâng Rốt cuộc thân thiết đến mức độ nào? Dứt lời Xếp Phan thấy câu hỏi của mình có vẻ hơi nghiêm khắc Liền nhẹ giọng nói tiếp An tâm, không phải chú muốn hỏi chuyện đời tư của cháu, nhưng cháu là cảnh sát, cháu cũng biết đây là một vụ án lớn, nếu có liên quan, cháu phải khai báo rõ với tổ chức. An tâm hiểu rõ mức độ quan trọng của vấn đề, quan hệ giữa em và Mao Kiệt không thể tiếp tục che giấu được nữa, thế là an tâm kể hết từ chuyện quen Mao Kiệt thế nào, tình cảm ra sao và cách thức mối quan hệ đó như thế nào. An tâm không nói ra chuyện em đã từng qua đêm với anh ta, nhưng xếp Phan đương nhiên có thể đoán ra. Qua sắc mặt của ông ta, em biết chuyện này có liên quan rất mật thiết đến thân phận của em và vụ án. Diệp Phan nghe xong, không có phản ứng gì, chỉ xa sầm mặt nói. Thôi được, chú biết rồi. Cháu về phòng làm việc trước đi. Cháu viết hồ sơ vụ án đi. Lát nữa chú sẽ gặp cháu. An tâm về phòng làm việc, tiếp tục viết hồ sơ vụ án trong lòng dối bởi phải đắn đo lắm em mới nói ra mối quan hệ giữa em và Mao Kiệt chắc chắn về sau toàn đội cũng sẽ biết thiết quân cũng sẽ biết đó là chuyện sớm muộn thôi nếu thiết quân biết chuyện đó thì sẽ thế nào chị đối xử với em ra sao em không biết và cũng không dám nghĩ em vốn định nói với sếp phan là hãy giữ bí mật sự việc giữ lại chút thể diện của người con gái cho em và cũng là giữ gìn gia đình nhỏ em mới xây dựng nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của sếp phan em khó mà mở lời ra được em cảm thấy mình có quyền không có quyền đề nghị việc đó nên đành quay về phòng làm việc, viết xong báo cáo, sau đó chờ tổ chức quyết định. Báo cáo viết xong, vẫn chưa thấy xếp phan quay lại, sau đó em nghe thấy tiếng xếp phan và sở trưởng tranh luận trong phòng. Mãi sau này an tâm mới biết, họ tranh luận là vì em. Sau khi nghe xếp phan báo cáo sơ qua về mối quan hệ giữa em và bao Kiệt, sở trưởng liền đưa ra phương án để an tâm thâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy đó. Đầu tiên, để cho Mao Kiệt thấy an tâm cũng bị bắt sau đó đưa họ đến một nơi nào đó giả vờ sơ hở để bọn họ trốn thoát để mau kiệt kéo an tâm đi gặp đồng bọn đúng lúc đó bọn họ sẽ hút trọn một mẻ lưới nhưng sếp phan lại phản đối ông ta nói phương án đó có thể thực thi nhưng người làm mồi nhử thì không thể là an tâm được vì em dù sao cũng là con gái lại đang mang thai từ trước đến giờ chỉ làm công tác hậu cần chưa từng tham gia phá án nếu điều em đến một nơi nguy hiểm nhớ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào còn đứa bé trong bụng nữa cũng gần được 3 tháng rồi. Hơn nữa, trước kia tên lưu manh mau kiệt kia theo đuổi em không thành. Nếu để hắn mang an tâm đi, ngồi như hắn muốn chiếm đoạt em thì làm thế nào? Sở trưởng bị một cấp dưới bác bỏ kế hoạch, cũng thấy hơi mất mặt. Lời xếp phan nói rất có lý, nhưng sở trưởng không hiểu rõ nội tình trong việc an tâm nên phản ứng đầu tiên của ông là cố gắng giải thích phương án của mình. Không phải tôi không nghĩ đến sự an toàn của đồng chí, Chúng ta sẽ cố gắng giữ gìn an toàn cho an tâm Không để đồng chí ấy gặp nguy hiểm Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con Quốc ngộ tôi cũng có bảo đồng chí ấy làm nội gián lâu dài đâu Chúng ta tốc chiến tốc thắng Một hai ngày là sẽ bắt chọn ổ nhóm của bọn chúng Nếu chuẩn bị chu đáo thì về cơ bản đồng chí an tâm sẽ an toàn Tôi nói về cơ bản là an toàn Vì không thể loại trừ khả năng hy sinh Chúng ta làm nghề này không thể không nói đến sự hy sinh. Ai có thể đảm bảo được là sẽ không có sự hy sinh mất mát? Lẽ nào đội phòng chống ma túy các anh chưa từng có người hy sinh? Sau đó ông tao quay sang hỏi nhẹ. Đồng chí Phan, cô sinh viên này về thực tập ở chỗ đồng chí sắp được một năm rồi nhỉ? Đồng chí xem rút cuộc có được không? Chúng ta đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Đồng chí xem có gì đáng lo ngại về an toàn không? Còn chuyện tên kia giờ cho đôi bại thì tôi thấy chắc không xảy ra đâu. Khi con người đứng giữa ranh giới sống chết Làm gì có tâm trí cho chuyện đó Xếp phan thấy mình càng nói càng bị đối lý Quân hộ cấp trên có lệnh Thì dù ông không muốn cũng phải chấp hành Bè nói với sở trưởng Các vị là lãnh đạo Các vị tính toán nên làm thế nào thì làm Sở trưởng thấy vậy liền quay sang bàn kế hoạch với các nhân viên khác Xếp phan đâm chiêu đi ra khỏi phòng Châm thuốc hút Hút được hai hơi, nhìn thấy một cảnh sát đi qua, trong đầu xếp phan chật lóe lên một suy nghĩ, liền gọi anh ta lại. Tiểu vương, cậu lại đây. Tiểu vương đến, xếp phan liền nói. Cậu đến phòng làm việc bảo an tâm cầm bản báo cáo đến đây, viết được bao nhiêu, mang đến bấy nhiêu. Tiểu vương nói. Um, vâng, để cháu đến cho. Cậu bảo an tâm cầm đến đây, cô ấy biết phải mang gì đến. Xếp phan nói. Xếp phan dặn cấp dưới gọi an tâm đến phòng thẩm vấn nơi mấy cảnh sát đang thẩm tra Mao Kiệt. Mao Kiệt nhìn thấy em bước vào phòng, không những thế còn nói chuyện với mấy cảnh sát đang ở trong phòng, rồi họ lại đưa biên bản thẩm vấn cho em. Khỏi nói cũng biết anh ta ngạc nhiên đến mức nào. Anh ta há hốc miệng, giữ người nhìn em đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó mấy cảnh sát hỏi cung tiếp, nhưng anh ta không còn nghe thấy gì nữa. Xếp ban, sếp phan đã đạt được mục đích, ông ta châm một điếu thuốc nhưng không hút mà vứt xuống sàn nhà. Lấy chân đi lên rồi quay về phòng họp. Trong phòng mọi người đang bàn luận kế hoạch, thấy ông ta đi vào, một cảnh sát đứng lên trình bày tường tận kế hoạch tác chiến. Diệp Phan nghe xong không phản đối chỉ lặng lẽ gật đầu, thế là kế hoạch được quyết định. Sau đó sở trưởng hạ lệnh ngừng cuộc thẩm tra lại rồi gọi mấy người tới giao nhiệm vụ. Bỗng nhiên một cảnh sát nhắc lời sở trưởng. "Không được đâu ạ, à. lúc nãy An Tâm đã chạm mặt tên đó trong phòng thẩm vấn, hắn đã biết thân phận của An Tâm rồi." Sở trưởng lập tức tái mặt quát Chẳng phải hắn không biết ư ừ, Sao giờ lại có chuyện này Dạ lúc nãy an tâm đến phòng thẩm vấn Lấy biên bản hỏi cung Hắn ta đã nhìn thấy cô ấy Lấy biên bản hỏi cung Ai sai mà cô ta đi Chúng tôi không biết các anh sắp xếp an tâm Và kế hoạch tác chiến lần này Hơn nữa liệu cô ấy có đảm nhận được không Sao lại không được Các cậu đừng xem thường dũng cảm và mưu trí của phụ nữ Nhiệm vụ hôm nay Chẳng phải cô ấy đã hoàn thành một cách xuất sắc ư Trời đất Nhiệm vụ này không giống với nhiệm vụ trước Lần này một mình cô ấy phải thâm nhập vào lòng địch Trong khi kinh nghiệm tác chiến thì chưa có Mọi tranh luận trách móc đều trở nên vô nghĩa Chỉ còn xếp Phan đạo diễn của vở kịch đang đứng hút thuốc Không nói lời nào Sở trưởng lúc đầu còn nghi hoặc lừa mong ta một cái Nhưng ông ta coi như không thấy Sau đó họ gọi an tâm đến phòng thẩm vấn Hỏi em về mối quan hệ với Mao Kiệt Thật ra, nghĩ kỹ lại thì em cũng không rõ lắm về lai lịch của Mao Kiệt. Ngoài việc biết anh ta có tính cách nóng nảy, bốc đồng, em chỉ biết anh ta buôn bán phụ gia đình. Trong nhà anh ta còn có bố mẹ và anh trai, nhưng em chưa từng gặp họ. Không phải Mao Kiệt muốn giấu em, nhưng điều đó mà là em không muốn tìm hiểu. Mối quan hệ giữa em và anh ta cũng chỉ là thoáng qua. Em cảm thấy nếu không kết thúc sớm mối quan hệ ấy thì một ngày nào đó nó sẽ mang lại phiền phức cho em. Không ngờ hậu quả lại nặng nề đến vậy. Theo thông tin mà An Tâm cung cấp, thì địa chỉ nhà Mao Kiệt là thật. Sếp Phan đề nghị lập tức hành động, khám xét nhà Mao Kiệt. Mao Kiệt bị bắt đã 3 tiếng. Nếu hắn trần chừ không lộ mặt, sẽ khiến đồng bọn nghi ngờ, phi tăng, chứng cứ. Ý kiến của Sếp Phan được Sở trưởng đồng ý ngay. Thế là mọi người lập tức xuất phát, An Tâm dẫn đường. Ba xe chở mười mấy cảnh sát xe tán mản đêm đến thẳng tới nhà Mao Kiệt. An Tâm từng đến nhà Mao Kiệt một lần, chính là hôm đầu tiên hai người gặp nhau, cũng vào một đêm buổi như vậy. Nhưng ký ức dường như vẫn còn mới mẻ hiện lên trong đầu em. An Tâm nhớ nhà Mao Kiệt ở gần rạp chú phim lao động, xe cảnh sát vòng quanh một con ngõ. Cuối cùng cũng đã tìm thấy một ngôi nhà lớn, trước cổng có hàng cây cao chót vót. An Tâm chỉ nhớ lần đó đến nhà Mao Kiệt, bóng cây xum xuê trong đêm tối bao trùm lên ngôi nhà, mang lại một cảm giác bí ẩn. Em nhớ, cửa chính của ngôi nhà rất lớn, trong sân có nuôi chó. Đêm đó khi Mao Kiệt dẫn an tâm về nhà, sợ chó sủa nên đã dẫn em đi vào từ cửa sau. Thế là an tâm dẫn đồng đội đi ra cửa sau. Bốn bề tính lặng như tờ, cảnh sát tắt đèn xuống xe, xếp cử một túp đi về phía cửa trước. Hai nhóm mai phục ở bờ tường phía đông và tây, còn bản thân mình thì dẫn một túp đi đến cửa sau. Cửa sau vừa vang lên tiếng gõ cửa, con chó ở cửa liền sủa ích ngại Cảnh sát buộc phải gõ cửa to hơn Chưa gõ được mấy hồi Thì chiếc cửa chợt vang lên tiếng súng nổ gấp gáp Ngay đến xếp phan cũng cẳng thấy bất ngờ Ông ta hét lên Phá cửa Cảnh sát liền cùng nhau xô cửa thật mạnh Nhưng cửa trước và cửa sau đều là cửa sắt Nấy thịt trọi sắt Chẳng khác gì lấy trứng trọi đá Cánh cửa vẫn im lìm bất động Tiếng súng ở cửa trước đây dày đặc hơn đến an tâm cũng cảm thấy giống như một chiến trường hỗn loạn sếp phân biệt được tính súng của cảnh sát và tính súng của bọn tội phạm đoàn cảnh sát đang chiếm giữ ưu thế lúc đó có người đề nghị chi viện cho cửa trước nhưng xếp phan không đồng ý giữ lại hai người tiếp tục phá cửa rồi ra lệnh cho những người còn lại đi bao vây xung quanh tường nhà ông ta bảo an tâm quay về xe còn mình thì xông về phía trước an tâm không nghề không thể ngờ lại có một vụ đấu súng diễn ra Tiếng súng nổ chói tai khiến em ý thức được Đó không phải là một giấc mơ Tất cả đều là thật Em không biết mình có nên quay về tránh trong xe không Nên đi được vài bước Thì em dừng lại Em thấy mình không phải là nhân chứng cần được bảo vệ của vụ án Mà là một chiến sĩ của đội phòng chống ma túy Trong tình huống đó Em không nên trốn vào một nơi an toàn để bảo vệ bản thân Nhưng nếu không quay lại xe Thì em có thể làm gì Đến súng em còn không mang theo Liều lĩnh sung lên thì có ích gì không khéo còn khiến đồng đội phải mất thời gian bảo vệ em trong lúc bối rối theo phản xạ an tâm quay người tiến về cửa trước đầu óc trống rỗng không rõ mình đến đó làm gì trời rất tối gần như không nhìn rõ ở đó có người mai phục không đúng lúc đó tiếng súng bỗng dừng lại cả khu sân vườn rộng lớn chỉ còn lại một màn tĩnh lặng đến kỳ lạ sự tĩnh lặng báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc sau này nghe đồng đội kể lại cuộc đấu súng chỉ diễn ra vòn vẹn trong vòng hơn một phút Nhưng an tâm thì có cảm giác nó dài như một đêm Bọn tội phạm chống chọi lại với cảnh sát tổng cộng chỉ có hai tên Một người là bố và một người là mẹ của Mao Kiệt Bố Mao Kiệt nghe có người gõ cửa Đi ra thì gặp ngay cảnh sát phục kích ở cửa trước Trong lúc cũng quẫn Ông ta đã rút súng bắn ra Một phút sau bố của Mao Kiệt bị bắn chết trong phòng ngủ của mình Còn mẹ Mao Kiệt bị bắn vào chân sau đó cũng bị bắt Trong lúc bị giải lên xe thùng Bà ta kêu gào thảm tiết An Tâm cũng không nghe rõ bà ta nói những gì Trận chiến này không được tính là quá gian khổ Nhưng nó khá đột ngột Một cảnh sát bị thương ở đùi Người đó vừa mới kết hôn không lâu Viên đạn suýt nữa đã cướp đi mạng sống của anh ta Người cảnh sát bị thương cũng với mẹ của Mao Kiệt được đưa đến bệnh viện Chân bà ta chảy rất nhiều máu Nhưng đến bệnh viện thì phát hiện Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da Không ảnh hưởng tới xương cốt Sau đó cảnh sát tức tốc khám xét nhà của Mao Kiệt Hàng xóm xung quanh lũ lượt kéo tới xem nhưng hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa từ sớm nên họ đành đứng từ xa nghe ngóng. Cuộc khám xét tiến hành khá thuận lợi, tìm thấy trong hầm rượu nhà kho đều có chất cấm như heroin, thuốc viện, số lượng không nhiều nhưng cũng đủ để khép vào án tử. Khi cảnh sát rời khỏi nhà móc kia thì trời cũng gần sáng, mọi người về trụ sở ăn cơm rồi tranh thủ ngủ một giấc. Xếp phan và một cảnh sát nữa thay phiên nhau thẩm vấn mau kiệt. Lần này, họ cho anh ta biết nhà anh ta đã bị khám xét. Nếu anh ta thành khẩn khai báo thì sẽ nhận được sự khoan hồng, vậy mà Mao Kiệt vẫn không khai. Còn Phênh mặt hỏi lại: "Bố mẹ tôi có nhà không? Các người đã tìm thấy những gì?" Bố anh ta đã chết, mẹ thì bị thương, anh trai không có ở nhà. Những thông tin đó tạm thời xếp Phan không cho anh ta biết. Đến trưa, khi mọi người đều mệt rã rời thì Mao Kiệt đột nhiên nói: "Các anh gọi An Tâm đến đây, rồi tôi sẽ nói." An Tâm vừa bước vào phòng thẩm vấn, Mao Kiệt đã nhìn chằm chằm vào mặt em đến tận lúc em ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta. Đội phó tiền nói: "An Tâm đến rồi, cậu nói đi." Mao Kiệt lên tiếng: "Các anh đi ra hết đi, tôi muốn nói chuyện với một mình cô ấy." Đợi Phó Tiền nghĩ ngợi một lát rồi ra hiệu cho mấy cảnh sát trong phòng đi ra. Sau đó anh ta còng tay Mau Kiệt vào ghế rồi cũng ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Mau Kiệt và an tâm ở trong phòng thẩm vấn. Họ đã từng là tình nhân. Giờ thì một người là cảnh sát trên tầng cao vời vợi, một người là phạm nhân bị bắt giữ tra khảo. An tâm lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm khắc của một cảnh sát. Anh nói đi. Em hất hàm với Mau Kiệt. Chẳng phải anh muốn tôi đến mới chịu nói sao? Mao Kiệt nhìn em rất lâu Cứ mặt anh ta hiện rõ nỗi thống khổ Giờ tôi mới hiểu Cô luôn lừa dối tôi Ngay từ đầu cô không hề yêu tôi Cô dùng bộ mặt ngây thơ đó để dụ dỗ tôi Hóa ra cô chính là chó săn của bọn cảnh sát Ánh mắt an tâm đỏ hoe Nhưng em cố nén dòng nước mắt đang trực trào ra Không thể khóc lóc trước mặt Mau Kiệt được Em nói một cách rành rọt Tôi là gì không quan trọng Điều quan trọng là tại sao anh lại làm công việc đó chứ Hoa già quần áo đẹp Xe sang tiền bạc của anh đều là do buôn bán ma túy mà có được Mau kiệt nghẹn lời Nước mắt trào ra Anh ta bị còng tay ra phía sau Nên không có cách nào lau nước mắt Đành cúi đầu khóc không thành tiếng Tôi là một thằng ngu Tôi yêu em đến phát điên mất rồi Tôi cứ tưởng Vì em tôi có thể làm mọi thứ Có thể bất chấp tất cả Không ngờ em lại lừa dối tôi Được, Giờ thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Em có thể bắn chết tôi Có giỏi thì bắn chết tôi đi Nghe rõ chưa hả Tôi chết rồi sẽ quay lại đòi em món nợ này Tôi chết rồi cũng không để em được sống yên ổn An tâm không cầm được nước mắt Không phải vì em thương xót cho Mao Kiệt Em không yêu anh ta Nhưng không biết vì sao sống mũi em lại cay cay Nước mắt lại tuôn trào Phải chăng vì giữa họ từng có những tháng ngày vui vẻ Phải chăng vì anh ta đã từng mang đến hơi ấm cho em phải chăng vì nước mắt của anh ta làm cho em cảm động? An tâm không biết vì sao. Có lẽ em rơi nước mắt là vì em vốn mềm yếu. An tâm nhanh chóng lau khô hai hạng nước mắt, đứng lên và đi ra khỏi phòng. Mới cảnh sát đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, thấy em đi ra liền vứt thuốc đi hỏi. Thế nào? Hắn hỏi gì? An tâm lắc đầu sau đó nhìn xa xăm đáp. Anh ta không nói gì cả. Đội phó tiện chửi thề một câu, sau đó gọi hai cảnh sát vào phòng thẩm tra, vừa đi vừa nói đùa sao nói cho hắn biết chuyện của bố mẹ hắn nếu phản kháng thì chỉ có chúc lấy kết cục như thế đâu sau khi bóng họ đi khuất an tâm đứng bất động ở hành lang dường như muốn ổn định lại tâm trạng của mình cả một khoảng sân trước mặt tĩnh lặng không một bóng người mặt trời chiếu xuống nền đất khô cằn trắng xóa đến chói mắt hành lang do đó cũng tối om không gian sáng tối đối lập khiến em khó mà bình tĩnh lại được muốn khóc mà trong con mắt, trong lòng ẩn chứa đầy sự bất an. Chuyện này một ngày nào đó liệu đến tay Thiết Quân không? Bất chợt trong phòng thẩm vấn vang lên tiếng khóc của Mao Kiệt, tiếng khóc thảm thương như một đứa trẻ. ít ra thì An Tâm cũng cảm nhận được sự đau khổ trong tiếng khóc đó. Họ đã thông báo cho Mao Kiệt tin bố anh ta đã chết. Tàu hỏa có ô tuyển Đi về hướng Tây nửa giờ đồng hồ là đến Nam Đức Thật lòng tôi muốn Tôi rất muốn xuống tàu ở đây Để được nhìn ngắm thành phố bí hiểm này Muốn tận mắt nhìn thấy cái sân rộng của trụ sở đội phòng chống ma túy Và cả căn phòng nhỏ của An Tâm Thậm chí tôi còn muốn đi xem ngôi nhà cũ của Mao Kiệt Nơi từng xảy ra Cuộc chạm trán giữa cảnh sát và tội phạm Khiến kẻ giết người bị thương Giờ có lẽ đã thuộc về sở hữu của một ai đó nhưng tôi không xuống tàu hỏa Đích đến của tôi còn ở phía trước Tôi bắt buộc phải tiến lên Nhìn đồng hồ trên toa tàu Tôi biết được trước khi trời sáng Mình sẽ đến được thanh miên Vụ án của Mao Kiệt coi như đã kết thúc Mẹ anh ta bị bắt giam Bố thì chết tại hiện trường Anh trai không rõ tung tích Mẹ Mao Kiệt vừa nhận mình và chồng buôn bán ma túy Không liên quan gì đến tới con trai Cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì cho nên cảnh sát Nam Đức không thể lần thêm manh mối nào về đường dây buôn bán ma túy tại đó. Anh trai của Mao Kiệt tên là Mao Phóng nhưng thường được gọi với cái tên là Mao Hầu. Nghe quần chúng phản ánh hắn là một tay anh chị ở đất này, ai ai cũng sợ. Mao Hầu vì biệt danh hồi nhỏ của Mao Phóng. Có lẽ do hắn bị suy dinh dưỡng, người gầy còm trông như con khỉ nên mới có biệt danh đó. Nhưng trong bức ảnh mà cảnh sát tìm thấy ở nhà Mao Kiệt, Mao phóng là một người đàn ông to khỏe với khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn khác xa với em trai hắn. Sau này, đội phòng chống ma túy cũng khoanh vùng điều tra hắn, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên không thể khép tội. Sau khi truyền án kết thúc, An Tâm xin phép nghỉ phép với lý do bị ốm và cũng thiết quân về thanh biên ở hơn một tuần. Thực ra thì không phải vì nhà em xảy ra chuyện, cũng không phải vì... vì nghỉ dưỡng bệnh. Em chỉ muốn điều tra lại tâm trạng của mình. Trước khi đó, em hẹn gặp riêng sếp Phan để kể về tần tượng chuyện mình quen biết Mao Kiệt cho ông ta nghe. Từ trước tới nay, em luôn coi sếp Phan là người anh cả của mình. Ông ta là người duy nhất em muốn kể hết sự thật, cho dù nghe xong ông sẽ mắng em. Nhưng những điều sếp Phan nói hoàn toàn đúng. An tâm à, cháu là một người con gái có học thức, có giáo dục. Sao lại làm những chuyện hoang đường ấy chứ? an tâm khóc lóc một trận sau đó sếp phan đồng ý cho an tâm nghỉ phép an tâm không nói thẳng ra nhưng sau khi kết thúc buổi nói chuyện hai người đã ngầm thỏa thuận một hiệp ước đó là chuyện giữa em và mao kiệt sếp phan sẽ không nói cho thiết quân biết an tâm quay về thanh niên thiết quân đương nhiên ủng hộ hết mình anh ta vốn không ngờ làm cảnh sát lại phải vất vả đến vậy đến phụ nữ mang tai cũng không ngoại lệ vì thế an tâm đề nghị về quê thăm bố mẹ đồng thời tĩnh dưỡng một thời gian anh ta luôn ủng hộ hơn nữa còn chủ động xin phép để đưa an tâm về Thanh Miên Họ ở Thanh Miên gần 10 ngày Sau đó lần đầu tiên an tâm về thăm nhà Lâu như vậy Hàng ngày em và thiết quân treo thuyền qua hồ gần nhà sang bờ bên kia Bên kia hồ là đồng cỏ xanh mênh mông Không khí trong lành Lối liền với một khu rừng nguyên sinh rộng lớn Hầu như ngày nào trên đồng cỏ cũng tràn ngập ánh nắng mặt trời Gió dịu dàng mơn man làn ra Thổi bay những ưu phiền đè nặng trong tim đùa với nắng Chơi với gió xong Họ lại trèo thuyền về nhà Mẹ an tâm ngày nào cũng nấu những món ngon cho họ ăn Được ăn những món do mẹ nấu Được tâm sự với mẹ là những điều an tâm mong muốn nhất Những gương mặt thân quen, ngôi nhà thân yêu Ngày đến hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa Cũng khiến em vơi đi phần nào nỗi buồn chất chứa trong tim Ngày tạm biệt mẹ để rời thanh miên An tâm đã lấy lại được sự vui tươi thuở nào đã có thể quên đi những ngày tháng đen tối trong quá khứ trở lại nam đức em lại chuyên tâm vào công việc Stefan tỏ ý không muốn em tham gia vào vụ án của mao kiệt nữa họ đang hoàn tất hồ sơ để nộp lên viện kiểm sát tiến hành khởi tố vậy là cái tên mao kiệt đã không còn được nhắc đến trong đội nữa sau đó bụng an tâm ngày càng to mọi người trong đội lại càng chăm chút cho em nhiều hơn không để em phải tăng ca nữa hàng ngày đi làm và tan ca đều có người tiện đường đưa đón Mao Kiệt bị bắt rồi. An Tân mới dám quay về căn phòng đơn vị phân cho. Em và Thiết Quân cũng thường về đó để ở cho tiện đi làm. Hơn nữa em cũng ngại để đồng nghiệp tới đưa đón. Chỉ có điều ở đó không tiện cho Thiết Quân. Cũng may là anh ta làm nhà báo nên không phải ngày nào cũng đến cơ quan. Có thể thấy Thiết Quân rất mong chờ sự ra đời của đứa bé. Quãng thời gian đó, đề tài họ nói đến nhiều nhất chính là đứa bé. Nó là con trai hay con gái Đặt tên là gì Mua gì để chuẩn bị cho việc sinh con Sinh rồi thì tự mình chăm con hay gửi cho bố mẹ chăm Nói tóm lại Đó là quãng thời gian họ đồng cảm với nhau nhất An tâm hy vọng Đứa bé sinh ra sẽ là con gái nên đã chuẩn bị những cái tên nghe rất văn vẻ và lãng mạn Như Hồng Vân, Viễn Đình, Tố Tố Nhưng Thích Quân và mẹ anh ta lại hy vọng là bé trai Qua những cái tên mà họ chọn Nào là Chị Quốc, tề dân chấn hoa Có thể thấy họ hy vọng đứa bé sau này sẽ có sự nghiệp huy hoàng. An tâm nghĩ dù là tên gì thì cuối cùng vẫn là thiết quân quyết định Còn thiết quân thì lại nhất nhất nghe lời mẹ Trong giai đoạn mang thai An tâm là người nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều nhất trong nhà Đi lại ăn uống đều được chăm sóc từng ly từng tí Mặc dù em biết họ cũng là vì con cháu của nhà họ Trương Nhưng tự đáy lòng vẫn cảm ơn ân đức của mẹ chồng và tình cảm sâu sắc của mẹ chồng. Ở nhà chồng, An Tâm luôn chú ý lời ăn tiếng nói, chăm chỉ khiêm tốn, không bao giờ ra vẻ là người chăm là người được chăm sóc mà đòi hỏi người khác. Đối với hàng xóm xung quanh cũng nhất bực hòa nhã, đây cũng là điểm khiến tôi khâm phục mẹ em nhất. Vì có thể dạy dỗ được mười con như em, dù mang thai, nhưng việc nhà hàng ngày em đều dành làm. Có những việc trước đây ở nhà mẹ đẻ em không phải làm, nhưng khi về nhà chồng em cũng không từ nan. Quần áo của mẹ chồng và chồng em đều giặt hết, nếu mẹ chồng mắng thiết quân, trước tiên em sẽ đứng về phía mẹ chồng, sau đó khi mẹ chồng bớt giận rồi, em sẽ dịu dàng vỗ về chồng. Ngoài việc nhà, nguyên nhân khiến một gia đình thường hay xảy ra xích mích nhất chính là tiền bạc. Nếu xử lý không tốt vấn đề kinh tế sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đối với an tâm, vấn đề khó khăn nhất chính là tài chính. Em chỉ là một cảnh sát thực tập Chưa có nhiều kinh nghiệm, lương thấp Chủ yếu sống nhờ tiền lương của chồng Nhà chồng em cũng chỉ là nhân viên nhà nước Nhận lương nhà nước Nên cuộc sống không được dư giả cho lắm Thiết quân đến Nam Đức làm phóng viên nửa năm Cũng không kiếm được bao nhiêu tiền Chính vì vậy an tâm rất tiết kiệm Không dám tiêu tiền cho mình Cũng không quản lý tiền bạc Trong nhà Bố mẹ an tâm tới thăm em một chút Mang quà nhà chồng em rất nhiều đặc sản Trước khi về, mẹ em còn nhét vào tay con gái 5.000 tệ Sau đó em cũng đưa số tiền đó cho mẹ chồng giữ Đó cũng là ý của mẹ an tâm Mẹ em không sợ thông gia nói này nói nọ mà chỉ muốn an tâm được sống thoải mái ở nhà chồng. Thực ra dù với mẹ không cho tiền thì an tâm cũng không phải chịu khổ sở. Vì em rất được mẹ chồng yêu quý, lại đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Trương. Mặc dù đảng viên nhưng mẹ thiết quân đã lớn tuổi nên rất để ý đến chuyện có cháu nối dõi tông được. Miệng không nói ra nhưng trong lòng luôn mong ngóng. May thay đến ngày đến tháng, An Tâm đã sinh hạ được một bé khỏe mạnh. Mẹ chọn con Vương, đó là một bé trai. Họ đã gạt bỏ tất cả những cái tên được định trước đó. Mẹ thiết quân nhờ một người bạn cũ của chồng đặt tên cho đứa bé là Trương Túc Trí. Cái tên này tuy hơi dân dã nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Bà muốn đứa bé sẽ kế thừa ý chí của ông nội hết lòng vì nước vì dân. Hai mẹ con an tâm ở lại bệnh viện 4 ngày thì Thiết Quân mượn một chiếc xe ô tô đưa hai mẹ con em về nhà. Thời Thiết ở cữ, ép được mẹ chồng và chồng chăm sóc rất chu đáo. Họ không cho em động tay vào bất kỳ việc gì. Đến nỗi một tháng sau, an tâm soi gương, không khỏi giật mình vì thấy mình đã béo lên rất nhiều. Đứa trẻ được đẩy thắng Nhà thiết quân mở tiệc chúc mừng Nhưng lại thôi vì ngại tốn kém An tâm thuyết phục mẹ chồng Làm mấy mâm cơm tiếp khách ở nhà Nhà vương không dư giả Không nên bày vẽ làm gì Hơn nữa an tâm đạp béo lên trông thấy Nên cũng ngại đến chỗ đông người Hôm đó khách mời chủ yếu là người thân Và bạn cũ của bố mẹ thiết quân Ai nấy đều khen đứa bé mới Có một tháng mà đã trắng trẻo phỏng phao như ba tháng Ai cũng thích Các bà các cô thì tranh nhau bé cánh đàn ông thì bình luận về tướng mạo của nó, hình như họ đều nhận xét nó giống Thiết Quân, thậm chí có người còn nói giống ông nội. Thật ra trẻ con mới một tháng tuổi thì khó có thể biết được nó giống ai. Mọi người chẳng qua chỉ muốn nói những điều tốt đẹp để làm nhà chồng an tâm vui vẻ. Thiết Quân thấy mọi người nói đứa bé giống mình, vô cùng phấn khởi. Giai đoạn vợ mới sinh là lúc người chồng thể hiện trách nhiệm của mình nhất. Hàng ngày sau khi tan ca Thiết Quân đều tranh thủ về nhà sớm những việc như giặt quần áo, nấu cơm. Đêm dậy thay tã cho con, dỗ con ngủ, thiết quân đều làm hết. Còn ban ngày thì là việc của mẹ anh ta và an tâm. Cũng may, thiết quân vẫn có thể tranh thủ chợp mắt một lúc ở cơ quan, vì lãnh đạo ở đó cũng không nghiêm khắc lắm. Đứa bé được 3 tháng tuổi thì an tâm hết sữa, người cũng gầy bớt. Em đi khám, bác sĩ nói em không có bệnh gì, chỉ là thần kinh suy nhược. Chắc chuyện chăm sóc con khiến an tâm lo lắng nên bị mất chữa, phải nuôi bằng sữa pha ngoài và một số thực phẩm bổ dưỡng khác. Khi đứa bé được 4 sáng, Sếp Phan đến bình quảng thăm An Tâm và đưa cho em ít tiền của đồng nghiệp gửi mua sữa cho thằng bé. An Tâm rất cảm động vì đồng nghiệp nhớ tới em, đến thăm em và còn mua quà nữa. Tuy không nhiều nhưng đó cũng là tấm lòng của họ. Thấy Sếp Phan đến em rất vui, thật lòng em rất nhớ ông ấy. Em kéo Sếp Phan ra phòng khách ngồi, Gió trả mời và còn mang rất nhiều ảnh của đứa bé ra cho ông xem. Hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của bố thiết quân. Mẹ con anh ta bế đứa bé ra nghĩa trang cách mạng tháng 8 thắp hương cho ông nội. Để ông được nhìn thấy cháu đích tôn của mình, an tâm bị cảm nên không đi được. Nếu không xếp phan cũng không gặp được em. An tâm hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến công việc và tình hình từng người ở đội. Câu hỏi của em nhiều tới mức xếp phan không trả lời kịp. Stefan cũng hỏi em sống có thoải mái không Quan hệ với mẹ chồng thế nào Nửa tiếng sau Ông ta nhìn đồng hồ trên tay mình An tâm nghĩ Stefan sắp về Muốn giữ ông ta lại ăn bữa cơm Nhưng lời chưa kịp nói ra thì ông ta đã lên tiếng trước Ngữ điệu có chút thay đổi Tuy không rõ ràng lắm Nhưng đồ để an tâm cảm nhận được Hôm nay chú đến đây Thấy cháu và con đều khỏe Chú rất yên tâm Nhưng còn một chuyện nữa Chú muốn bàn với cháu chính là vụ án của Mao Kiệt. E rằng trong hai ngày tới, cháu phải về Nam Đức một chuyến. Lúc đó, An Tâm mới hiểu việc xếp Phan tới Bình Quảng không đơn thuần chỉ là để thăm hai mẹ con em, mà còn vì công việc nữa. Nét vui mừng trên mặt em bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự hoài nghi. "Mao Kiệt, vụ án này chẳng phải đã kết thúc rồi ư?" Xếp Phan không trả lời, hoặc nói đúng hơn, ông ta không biết phải trả lời thế nào, ông ta chỉ im lặng nhìn An Tâm lắc đầu với tâm trạng chịu nặng. Nhìn từ góc độ pháp luật, vụ án của Mao Kiệt vẫn chưa kết thúc. Vấn đề nảy sinh khi nó được trình lên tòa án. Khi tiến hành dự thẩm, Mao Kiệt kiên quyết không nhận tội buôn bán ma túy. Cứ khăng khăng nói mình chỉ mang trà cho người thân mở cửa hàng tạp hóa thôi. Anh ta nói, khi lên thuyền thì gặp lại bạn gái cũ, cô ta nhờ anh ta xách hộ chiếc túi nặng lên bờ không ngờ vừa lên tới bờ thì bị bắt lúc mở túi ra anh ta mới biết trong đó có chứa chất cấm theo như cách nói của mao kiệt anh ta không có tội anh ta chỉ gặp xui xẻo và bị công an hãm hại vấn đề là hiện giờ viện cảm sát thực thi tư pháp công khai độc lập phán đoán họ chỉ làm việc theo nguyên tắc của mình không chịu sự chi phối của ai cả vậy nguyên tắc làm việc của mao của viện kiểm sát là gì chính là sự thực là căn bản, pháp luật là thước đo. Cũng tức là tất cả những lời cáo buộc phải đi kèm với chứng cứ. Khi lấy khẩu cung của mẹ Mao Kiệt, bà ta quyết bao che cho con trai, tự nhận mình và chồng đã chết buôn bán ma túy, còn Mao Kiệt không dính dáng gì. Bà ta nói, vì hôm đó hai vợ chồng ốm nặng nên mới sai Mao Kiệt đến ô tuyển lấy hàng, bảo anh ta tìm người cầm chiếc túi du lịch, sau đó trao đổi và mang cái túi của người đó về nhà. Chỉ có vậy thôi, lời khai có vẻ hợp tình. Theo như ý của bà ta thì cha mẹ làm thì cha mẹ chịu, con cái không có tội tình gì. Khi đưa ra tòa xét xử, Mao Kiệt xuất hiện với tư cách người làm chứng, đã thừa nhận lời mẹ anh ta nói là đúng, có thể thấy bà ta dù có chết cũng phải bảo vệ con mình. Khi mẹ Mao Kiệt một lần nữa nhấn mạnh việc con trai mình vô can trước tòa, Mao Kiệt đã bật khóc. Thẩm phán nhìn thấy Mao Kiệt khóc lóc thì trầm ngâm một lát rồi hỏi anh ta: Chẳng phải lúc đầu bị cáo đã khai rằng mình xách chiếc túi lên bờ hộ một cô gái sao? Rốt cuộc là cô gái đó nhờ bị cáo Lương Phượng Chi là mẹ của Mao Kiệt. Sai bị cáo mang chiếc túi về à? Mao Kiệt nghẹn ngào, anh ta biết dụng ý của mẹ mình. Cũng biết nếu thừa nhận chiếc túi đó là của bà ta thì đời bà ta coi như xong. Anh ta ngẩng đầu nhìn mẹ, bà ta cũng nhìn anh ta. Gương mặt lạnh lùng đanh lại như thép, không biểu lộ cảm xúc gì Thẩm phán lại hỏi một lần nữa. Cụ hỏng Mao Kiệt tức nghẹn lại, nhưng cuối cùng anh ta đã lên tiếng. Lời khai đó không những giúp anh ta thoát tội mà còn trực tiếp tuyên bố án tử cho mẹ mình. Vâng, là mẹ tôi sai tôi mang chiếc túi đó về. Bị cáo có biết trong chiếc túi đó đựng gì không? Thẩm phán hỏi. Biết. mau Kiệt bật khóc. Bị cáo biết khi nào? Sau khi bị bắt ở trên bờ. Vì sao bị cáo biết? Cảnh sát nói cho bị cáo biết Cảnh sát nói với bị cáo như thế nào? Cảnh sát nói trong túi đựng heroin Phiên tòa xét xử mẹ Mao Kiệt diễn ra khá thuận lợi Sau giờ nghị luận Tòa đã tuyên mẹ Mao Kiệt Khung hình phạt cao nhất tử hình Khi tuyên án Mao Kiệt không có mặt Nhưng hôm trước khi ra tòa với tư cách người làm chứng Anh ta cũng đã nghĩ tới khả năng này Tiếp theo là việc kết tội Mao Kiệt Việc này tương đối phức tạp vì tuy Mao Kiệt bị bắt khi đang xách chiếc túi đựng heroin nhưng không có chứng cứ chắc chắn mẹ Mao Kiệt đã nhận hết tội về mình nên viện kiểm sát khó có thể khép tội anh ta. Trong giờ nghỉ giải lao, đại diện viện kiểm sát đã thông báo tình hình cho Bộ Công an và yêu cầu họ bổ sung chứng cứ xác thực đủ để khởi tố Mao Kiệt nếu không căn cứ theo luật Mao Kiệt sẽ được tuyên bố vô tội hoặc viện kiểm sát phải rút lại đơn khởi tố. Đối với viện kiểm sát, việc chủ động rút lại đơn khởi tố còn có thể còn có thể diện hơn nhiều so với việc tuyên anh ta vô tội. Tất nhiên là Bộ Công an phải họp khẩn và cử xếp phan đến Bình Quảng ngay trong đêm đó và xếp phan đã tìm đến nhà an tâm một lời thăm mẹ con họ hay là nói về việc này. Hôm đó xếp phan đã nói Chú nhớ là cháu từng nói khi ở trên thuyền cháu và Mao Kiệt đã nói chuyện với nhau. Mao Kiệt dặn cháu sau này đừng dính dáng đến chất cấm nữa. Còn nói đó không phải là việc của đàn bà con gái Cháu còn nhớ không? Cháu nhớ anh ta đã nói như vậy Khi đó thuyền sắp cập bến Hành khách chen nhau lên bờ Chúng cháu không có thời gian nói nhiều Cũng không thể nói quá rõ ràng Thế là đủ rồi Điều đó chứng tỏ hắn biết mình đang sách thứ gì trên tay Chú đã nói với viên viện kiểm sát rồi Ba ngày nữa là có thể mở phiên tòa xét xử Mà Kiệt bị bắt đã lâu Chính vì vậy phải nhanh chóng xét xử hắn Muộn nhất là ngày kia Cháu phải trở về Nam Đức để ra tòa làm chứng Thằng bé xa mẹ vài hôm có được không Nếu không được có thể mang nó theo An tâm ngây ngợi Em luôn muốn né tránh việc đó Nhưng giờ thì không thể tránh được nữa rồi Em bần thần hồi lâu Không nói được một câu Xếp phan lại thuyết phục Chú biết là khó xử Nhưng hy vọng cháu có thể khắc phục được không An tâm không né tránh ánh mắt của ông ta cúi đầu lắp bắp À không Không có gì khó xử đâu ạ khi mẹ con thuất cân đi tạo mộ về thì xếp phan cũng đã cáo biệt hai ngày sau an tâm theo lệnh đáp chuyến tàu chưa về nam đức em không nói rõ lý do với mẹ con thiết quân chỉ nói em từng tham gia một chuyên án giờ có vài việc em phải quay về bàn giao lại vì chuyện đó có liên quan tới mao kiệt nên em không tiện nói cho thiết quân biết trên đường đi trong đầu an tâm còn nghĩ mãi về chuyện này an tâm nặng nề khó tả mặc dù em biết mình là một cảnh sát một nhân chứng có mặt tại hiện trường ra làm chứng trước tòa là trách nhiệm của em Nhưng tự đáy lòng em thực sự không muốn đứng trước tòa để tố cáo một người đã từng làm bạn Em hỏi xếp phan tội của Mao Kiệt ít nhất phải ngồi tù bao nhiêu năm Ông ta đáp chắc là tử hình Thực ra không cần hỏi em cũng biết Vì trước đây em đã từng học luật pháp và khi ở đội phòng chống ma túy Em cũng biết rõ khung hình phạt cho tội danh này Dựa vào số heroin trong túi Mao Kiệt có đến mấy cái mạng cũng không đủ để có lẽ em nói với sếp Phan rằng em không có tình cảm với Mao Kiệt nên ông ta mới nói thẳng như vậy. Đúng, em và Mao Kiệt không hề có tình cảm. Em tin đó không hề gọi là tình yêu, cùng nắm chỉ là sự cảm mến hay đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn giới tính. Em muốn tìm một cách cứ để có thể tha thứ cho mình. Đúng, em không có tình cảm với Mao Kiệt, nhưng bảo em tố cáo anh ta, tiến anh ta ra pháp trường thì cả về tư tưởng cũng như tình cảm em đều thấy khó. Chuyện đó quá nhẫn tâm, An Tâm biết trái tim mình rất thân mến yêu, hoàn toàn không hợp với nghệ cảnh sát. Sau khi quay về Nam Đức, An Tâm đã cùng với người của Viện Kiểm sát, Bộ Công an và cả xếp phan bàn bạc về việc cung cấp chứng cứ cho tòa như thế nào. Cuộc thảo luận đó kéo dài đến tận nửa đêm, An Tâm quay về căn phòng trong ký túc xá để nghỉ ngơi, nhưng đêm đó em đã thức trắng. Nhìn thái độ của mọi người, em biết phiên tòa ngày mai rất có khả năng sẽ là phiên tòa cuối cùng quyết định sự sống chết của Mao Kiệt. Trời gần sáng em mới tiếp đi Mà dù khỉ kiến thế nào Em lại mơ thấy Mao Kiệt Khung cảnh là ngày đầu tiên họ gặp nhau Cùng ăn cơm cùng đi dạo Đang lúc mặn nồng nhất thì Mao Kiệt cười khẩy một cái Rồi biến thành một kẻ xấu Một cốt quỷ mặt xanh An tâm sợ đến nỗi giật mình tỉnh dậy Sau đó em nghe thấy tiếng gõ cửa Người gõ cửa là sếp Văn Ông đến đón em tới tòa Phiên xử bắt đầu lúc 9 giờ Nhưng phải đợi gần một tiếng An tâm mới được gọi vào phòng xử khi đi qua hành lang, tiếng giày vò lộp cộp trên nền gạch nghe vừa cô độc vừa đáng sợ. Trong đầu an tâm lại hiện lên. Giấc mơ đêm qua, một cơn ác mộng đúng nghĩa. Rất nhiều người đến dự phiên tòa này. Vì đó là một vụ án lớn. Khi bước vào phòng xử, an tâm đã thấy người ngồi chật kín ghế. Hai cảnh sát đi theo em cho tới khi em ngồi xuống ghế của nạn nhân. An tâm, hít sâu một hơi, nhảm chân tính lại sau đó ngẩng đầu nhìn thẩm phán thẩm phán hỏi nhân chứng mời giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp của mình cho tòa biết tôi tên an tâm là thực tập sinh trong đội phòng chống ma túy của thành phố nam đức an tâm nói rất nhỏ dường như em muốn né tránh sợ người khác đặc biệt Nam bao kiệt biết em có mặt ở đó nghe em giới thiệu xong thẩm phán cũng không phàn nàn về việc em nói nhỏ và tiếp tục hỏi nhân chứng Căn cứ vào điều 305 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa và điều 48 Luật tố tụng, công dân có nghĩa vụ làm chứng, có trách nhiệm thành khẩn khai báo, không bao che, không giả mạo. Cô đã rõ chưa? Mặc dù làm chứng trước tòa là nhiệm vụ, trách nhiệm của em, hơn nữa, em còn là một cảnh sát phòng chống ma túy. Mặc dù em đã bàn bạc kỹ với sếp Phan về việc làm chứng thế nào, trả lời ra sao, nhưng khi đứng ở nơi nghiêm trang này, câu trả lời của em vẫn mang mấy phần miễn cưỡng. Em ngước nhìn thẩm phán theo phản xạ và trả lời. "Rõ." "Nhân chứng, ngày 30 tháng 9 năm ngoái, công an thành phố Nam Đức đã tổ chức truy quét một đường dây buôn bán ma túy, cô có tham gia không?" "Có tham gia." "Giờ mời cô nhìn, người vận chuyển ma túy hôm đó có phải là bị cáo này không?" An Tâm hướng mắt về phía bị cáo, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy Mao Kiệt kể từ khi bước vào phòng xử án Lúc đầu em luôn kiềm chế không cho ánh mắt mình hướng về nơi bị cáo đang đứng đó Nhưng cuối cùng em vẫn bắt buộc phải nhìn anh ta Họ nhìn nhau, anh Tấm có thể cảm nhận được sự thù hằn trong ánh mắt của anh ta Từ thời khắc em bước vào tòa Họ nhìn nhau bao lâu không ai nói chính xác được Nhưng thẩm vấn, thẩm phán và những người tham dự phiên xét xử Rất nhanh đã nghe thấy một câu Là anh ta Thẩm phán liền hỏi Mời nhân chứng kể lại quá trình bắt bị cáo An tâm thu lại ánh mắt đang nhìn mau kiệt Trong lòng dối bời Em kể lại như đang đọc thuộc lòng và cuốn sách Lời khai của em đã được thống nhất từ tối hôm trước Nên vô cùng mạch lạc và thận trọng Trước tiên em tóm tắt lại nội dung vụ án Từ quá trình lập án điều tra Đến việc bắt được cô gái Với chiếc túi đựng ma quý Trong nhà nghỉ Để rồi từ đó quyết định đến ưu tiền bắt người nhận hàng khi thuyền sắp cập bến em mới nhìn thấy mao kiệt lôi chiếc túi du lịch đen từ trong túi ly lông ra chứng tỏ đến lúc đó mọi việc mới được đưa ra ánh sáng em vô cùng ngạc nhiên khi người nhận hàng lại chính là mao kiệt bởi em đã quen biết anh ta sau một vụ ẩu đà ở quán ăn đang nói thẩm phán bỗng ngắt lời khiến an tâm có phần hoảng loạn không biết mình có nói sai gì hay không thật ra thẩm phán chỉ hỏi kỹ hơn về quá trình em quen biết mao kiệt sau đó, nhắc An Tâm kể lại phần mấu chốt nhất. Nhân chứng khi bị cáo và cô nhận ra nhau, bị cáo có giao cho cô chiếc túi màu xanh màu đen không? An Tâm do dự một lát rồi mới lắp bắp nói: "Có, tôi thấy anh ta cầm chiếc túi liền đi tới nói ám hiệu với anh ta. Tôi hỏi anh ta: "Hôm nay trời có mưa không?" Anh ta trả lời bằng câu ám hiệu: "Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa." Sau đó chúng tôi cùng đặt hai chiếc túi sách xuống đất Khi xuống thuyền anh ta đã chủ động sách chiếc túi của tôi Cô có chủ động nhờ bị cáo sách chiếc túi của mình lên bờ không? Không Thế bị cáo có đề nghị giúp cô sách chiếc túi lên bờ không? Hoặc giả dạ... bị cáo sách chiếc túi đó là vì muốn giúp đỡ cô? Không, không thể nào Vì sao cô cảm thấy không thể nào có chuyện đó? Khi đó bị cáo có nói với cô điều gì không? Có, anh ta hỏi tôi vì sao làm công việc đó anh ta còn bảo tôi sau này đừng bao giờ làm việc đó nữa khi câu trả lời câu hỏi đó an tâm không thể nào không nhớ lại chuyện đã xảy ra câu cảnh cáo đó của mao kiệt đã chứng thực việc anh ta buôn ma túy là có thật nhưng đồng thời cũng chứng minh sự quan tâm của anh ta với em an tâm biết em không yêu mao kiệt nhưng anh ta lại yêu em Cảm ván vẫn cất giọng lạnh lùng Theo như lời khai của cô Thì bị cáo Bảo cô sau này đừng có làm việc đó nữa Vậy việc đó là việc gì? Là việc buôn bán